Hi, xin chào mọi nha, mình lên đây. Hiện tại mình đang trong tựa game King Legacy nhé bạn. Rồi clip này gì? Clip này là mình sẽ tiếp tục đi khám những cái ngọc mà mới lạ cho các bạn thấy nha. Đấy, coi những cái ngọc đó ngon hay không và review cho bạn, sẵn review cho bạn luôn. Rồi, và kèm theo đó là gì? Đó chính là mình sẽ hướng dẫn một cái mẹo cho các bạn nhé bạn. Một cái cheat ấy, đó, một cái cheat hoặc là mẹo giúp cho các bạn, những tất cả các bạn tuân thủ luôn. Và nói chung là những bạn pro luôn nhé bạn. Những bạn nào á mà nói chung là không có game pass, cái boss này nữa, bạn vẫn có thể biết được, cái nhận biết là khi mà hay ra du biển hay là godship ra luôn nha bạn, đó chính là tàu ma đấy. Rồi thì trước khi vào clip thì truy cập ngay vào happyrobot.shop, shop bạc Roblox số 1 Việt Nam. Mình đi lấy ngọc chứ đi hả bạn. Đây, đầu tiên là mình là nâng cấp ngọc chứ đi ha. Rồi, hiện tại là mình đã đủ vài nguyên liệu để mình nâng được cục ngọc hút máu rồi nha các bạn. Đây, cục ngọc hút máu này nữa bạn. Đâu rồi, ngọc đỏ các bạn. Ủa, cục này rất là ngầu luôn nha bạn. Đó, mình đã đủ rồi nha, để vừa đủ luôn. Nói chung là cái thia đáp này farm mặc dù cần khá là nhiều nha bạn, farm cũng cực nha bạn. Đấy, mặc dù là farm cũng cực nhưng nói chung là chịu khó farm thì các bạn vẫn farm được. Và không có cái mẹo gì để farm cái cục này đâu nha các bạn, thấy chỉ có hên xui thôi nha bạn. Nói chung là những cái bãi mà các bạn farm ấy, ví dụ như là những cái bãi mà nhiều con quái hay nói chung là nhiều chỗ để rớt đúng không, thì mình có hướng dẫn các bạn mẹo được. Còn những cái chỗ mà riêng một con duy nhất con boss nữa nha các bạn, mà rớt đúng một cái món đó thì mình nghĩ là không có cách nào để chỉ nữa nha các bạn. Các bạn chỉ có đánh và hên xui rớt ra thôi nha. Đây vậy, rồi nâng cấp lên rồi nhớ bạn, nâng cấp lên rồi nha. Rồi bây giờ thì bây giờ là mình sẽ coi ngọc cho mày, coi nó sẽ ghi là búp cái gì đúng không các bạn. Đó, cục ngọc đây sẽ ghi nè, và cục ngọc này mình nghĩ là sẽ tăng hút máu nha các bạn. Đấy, sẽ giúp cho các bạn tăng hút máu ấy, thì cái này chắc chắn, riêng chắc chắn các bạn, cục này chắc chắn sẽ kết hợp với lại cây này rồi các bạn, không thể nào mà đi đâu được luôn các bạn ơi. Đó, bạn nhìn sẵn đây nè, hình như cục ngọc này cũng đã ghi sẵn rồi nha các bạn. Đây nè bạn, đây nè, đây ốp the associate nè, là cái lưỡi hái các bạn. Đó, đấy đó, thấy chưa, là nói chung là ghi thẳng vô cái lưỡi hái luôn rồi, nên bây giờ mình đâu cần phải làm gì nhiều đó bạn, chỉ có chắc chắn là khảm như thôi à các bạn ơi. Rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn cho bạn thấy rõ là giữa trước khi mình khảm ngọc các bạn với lại sau khi mình khảm ngọc vô cái cây lưỡi hái này á, thì tỷ lệ hút máu sẽ như thế nào. Đó, cái mình muốn test là như vậy các bạn. Rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình cho bao quánh mình cỡ 5-6 phát đi ha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, ok, ít cái nha. Quẹt. Đó bạn nha, mình hồi được lên tới có xíu máu rồi đúng không? Đó. Thấy chưa bạn, thấy nha. Từ từ. Từ từ. Để hồi máu lại nha các bạn. À quên, sẵn một cái mình khá là thắc mắc, khá là bựa luôn nha các bạn, đó chính là cái Melee Sword V2 sẽ không hồi máu bằng Melee Sword V1 luôn nha các bạn. Đấy, trừ khi V2 mà mấy bạn muốn hồi nhiều ấy thì các bạn phải nâng max vô cái điểm melee nha các bạn. Đó là cái melee á, thì các bạn cũng có thể nâng hồi máu khá là nhiều luôn. Còn nếu không thì các bạn vẫn xài là V1 cho mình thì ngon hơn nha các bạn. Đây các bạn nhìn nha. Đây, bạn để ý máu của mình nha. Ảo lắm bạn, nói chung là cái phần này thì hơi ảo chút. V1 lại hồi máu ngon hơn V2 nha các bạn. Rồi, đây. Ủa, ô, giờ muốn lấy về V1 sao ta. Ô, giờ muốn trở về lấy về V1 cũng hơi khó nhỉ. Hay là mình phải về cái ông C2 mình hủy đúng không các bạn, chắc mình về ổng mình hủy may ra mới được quá đúng không. Đó thì từ từ cái đó tính sao đi. Rồi bây giờ test lại nè, từ từ nha, thì xét cho hết máu đi nha các bạn. Đó, cho hết máu đi. Rồi các bạn nha, để ý cho mình nha, để ý cho mình nha. Đầu tiên nè, là cái tỷ lệ hút máu, nói chung là cái cây lưỡi hái này đã có rồi, và các bạn kèm theo cái ngọc hút máu nữa là tỷ lệ hút máu khá là cao luôn. Rồi quá đi, quá đi, quá đi, quá đi, năm hít. Rồi một chiêu hả? Ôi một chiêu, hai chiêu, hai combo. Đó, hai combo còn 27 cái máu nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hai chiêu lại nha. Một nè, hút nè, ít nè. Đó, hút lên được có 31 cái máu các bạn thấy chưa? Và hình như đánh thường cũng lên hay sao ấy. 1 2 3. Đó, cái cú cuối cùng nha các bạn, cái cú cuối cùng mình mới lên máu nha các bạn. Nè, nè. Đó, cú cuối cùng mình lên được một xíu máu nữa thấy chưa? Đấy, rồi bây giờ mình sẽ khảm cái ngọc đó vô nha các bạn. À quên, đi vô kia mới khảm được. Đây. Bây giờ mình sẽ vô đây mình khảm, đúng rồi. Toàn là lên máu á, ngon á. Lên máu đỡ hồi. Đây, giờ mình sẽ khảm cái ngọc vô. Ô nhầm, đây nè. Đó, khảm ngọc vô. Rồi, ngọc đỏ, ngọc đỏ, ngọc đỏ. Đây, hút máu với chúng tôi lên. Ôi, hiệu ứng các bạn. Ý, đẹp, 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 đẹp. Và khi mà các bạn khảm rồi á, thì kế bên cái kiếm của bạn sẽ có được cái này nè bạn. Cái cục ngọc kế bên á, giống như cái Muramasa của mình đó bạn. Bạn nhìn nha, cái Muramasa của mình nè. Đâu rồi? Đó, sẽ có cục ngọc màu tím bên này đúng không các bạn không? Đó, bên này cũng vậy luôn. Bên này cũng vậy luôn. Đó, mình sẽ có được cục ngọc màu đỏ, 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 đỏ nằm trên cái cây lưỡi hái của mình. Rồi. Ai nhắc vậy ta? Rồi bây giờ là cái hiệu ứng nè bạn. Đó các bạn thấy cái hiệu ứng đằng sau cái cây lưỡi hái của mình không? Ui, ngầu lắm nha bạn.
có vài cái hướng đỏ rất là ngầu luôn nha. Rồi hình như là mình không làm á, là khi mình quánh á sẽ có một vài cái tỷ lệ mình được hút máu đúng không ta? Không phải cú cuối cùng này nha bạn. Rồi nha bạn. Rồi bây giờ Bo sẽ dùng hai chiêu nha bạn, xong mình sẽ hút máu thử bằng cái cây này nha, coi có hút máu tính vô skill hay không nha bạn. Nếu không thì chỉ tính đánh thường thôi. Rồi xài với Bo. Rồi hai chiêu nha. Rồi mình còn 27k đúng không? Mình nhớ làm đỏ 27k rồi. Yes. Rồi ít. Hút hút dưỡng 31k nha bạn thấy nha. Vậy là Khảo Quý Ngọc này vô là sẽ không có hút máu vô skill nha các bạn. Đây các bạn đi, không hút máu vô skill. Đó. Hầu hết như là hút máu vô đánh thường hay sao các bạn ơi. Đấy các bạn để kỳ với mình là khi các bạn đánh thường ấy là cũng sẽ có một cái gọi là rồi quánh đi vào quánh đi. Quánh như hút máu chứ đi đã không hút lại được. Quánh như mới nhiều lên còn tí cũng được. Đấy, tiếp luôn. Đây, tiếp nữa. Rồi. Các bạn đi nha, không phải là cái đoạn thứ tư nha các bạn. Tại vì mình xem làm trên clip của mấy ông nước ngoài á là các bạn chỉ cần đánh thường vậy thôi nè. Đó. Lát hồi sẽ có một cái đòn giống như là hút máu ngược lại các bạn. Không thấy ta. Từ. 1 2. Đó, cái hút máu đó bạn. Các bạn chưa? Đó. Các bạn sẽ có tỷ lệ giống như là cái hút máu sẽ bay vô người các bạn vậy đó. Chứ không phải là cái chiêu cuối cùng nha các bạn. Đó. Mình mới đánh đòn thứ hai thôi các bạn chưa? Đấy, là các bạn nó mới thấy đòn thứ hai, còn cuối cùng là như nè. Đó, cuối cùng hút máu vậy là bình thường nha các bạn. Còn cái đòn bình thường nữa các bạn nhìn nè. Để kỹ cho mình nha. Đây. Nói chung là sẽ có tỷ lệ ngẫu nhiên mới được hút thôi nha các bạn, chứ không phải là hút mãi đâu. Hơi khó là vậy á. Đó. Đó bây giờ đó cái đòn hút máu đó. Đấy, chứ không phải là cái đòn cuối cùng mà các bạn mà quánh các bạn lao vô nha các bạn. Cái đòn các bạn quánh các bạn lao vô là như vậy nè. Đó, là không tính rồi đúng không? Và cái đòn mà các bạn quánh hơi xui á. Đấy, các bạn sẽ nghe một cái tiếng tẹt phát là tự nhiên đó. Rồi bao quánh lại hút máu nha, quánh lại. Rồi. Sẽ ít rồi chết á. Ok, rồi, coi chừng toan đấy. Rồi, nào các bạn nhìn nha. Đó, phải chưa? Đấy. 1 2 3 ơ. Từ. 1 2 3 ơ. 4. Ô 4 rồi, cứu tư của mình rồi. Đó, cứu đó các bạn. Đó, đây. Nói chung là ôi tỷ lệ cũng khó lắm nha các bạn ơi. Tỷ lệ khó nha, không có đùa đâu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dụ hết tất cả quái lại nha, xong mình xài ít thử xem là mình đầy máu luôn không nha các bạn. Đúng không? Kèm theo cái mấy cái chiêu đó là có kết hợp chung với vô skill giống như cái cây kia không? Ờ, không có kết hợp vô skill giống cái cây à? Đây mình thử lại nha các bạn. Thử lại ít nha. Đó, hút ít z. Tại vì mấy cái chiêu này là có hút máu vô sẵn rồi các bạn, nên mình cũng không có biết là có hút máu thêm hay không nữa các bạn ơi. Với lại hút máu là tỷ lệ các bạn đúng không? Đó, ý tôi. Đó, một đống cái vô luôn rồi biết cái nào vậy. Đó, thấy không? Một đống cái vô rồi biết cái nào đó. Ít. Đấy, nói chung là vậy đó các bạn, tạm thời là vậy nha. Tại vì mình chỉ biết là cái đánh thường là cái dễ nhận dạng biết nhất là nha các bạn. Đó, cái đánh thường á là giúp cho các bạn có thể tăng tỷ lệ hút máu và dễ nhận dạng nhất. Còn khi xài chia thì một cái máu hút vô người các bạn, mình cũng không biết là hút bao nhiêu đó. Đấy là vậy. Rồi. Và cái mẹo trước tiên á dành cho các bạn á, khi mà các bạn ra server thường đúng không? Hồi nãy như mình nói đó, là các bạn bấm vô phần shop cho mình nè. Đây. Đó, các bạn bấm vô một phần shop cho mình và các bạn kéo xuống dưới. Đó. Khi một server nào á có hai ra không, các bạn chỉ cần bấm vô là các bạn biết nha các bạn bấm mua cho mình luôn. Nếu mà server đó có du biển rồi á là sẽ không hiện cái bảng này nha các bạn, sẽ không hiện cái bảng này, sẽ ghi là early gì đó các bạn. Là nói chung là hiện tại là đã có du biển rồi nên các bạn chỉ cần đi tìm là xong nha các bạn. Đấy, tàu ma cũng vậy luôn cho mình, đã bấm mua luôn cho mình luôn. Đó, và hai đờ ra cũng vậy luôn nha các bạn. Phải cách này là cái cách có thể nhận dạng còn dễ hơn cả các bạn tới quánh luôn nha các bạn. Bình thường á là các bạn nhớ không, là các bạn tới quánh đúng không, là các bạn phải xem là du biển thứ mấy đúng không. Còn bây giờ là các bạn chỉ cần bấm mua hai đờ ra hoặc là du biển thôi là các bạn có thể biết là hay là ra hay là vô biển liền luôn rồi. Đấy, đây là cái một cái chích và một cái mẹo rất là ngon cho tất cả các bạn tuân thủ hoặc là pro nào mà chưa có cái boss này nha các bạn. Đó, cái game pass ấy, hoặc không sử dụng, không cần sử dụng game pass luôn cũng được. Nếu mà bạn nào không có đủ gọi là kinh phí các bạn, đấy là không cần mua game pass luôn. Các bạn vẫn có thể gọi là nhận biết được cái cách mà để có thể biết được là hay ra vô biển hay là tàu ma ra luôn nha các bạn. Đúng không? Rất là hay cho tất cả các bạn luôn đúng không các bạn? Đấy là vậy. Rồi. Thì đó là mẹo nha. Thế mà equip lại cái melee này. Đây. Đó, về cũ à, về cũ nè các bạn, về cũ ra đò bo. Giờ mình để bo quánh mình nha bạn, mình cho bạn thấy khả năng hồi máu của V1 đó bạn. Xe bốc V1 hồi máu còn nhiều hơn V2 nha bạn, mặc dù là các bạn không cần nâng melee nha. Thế là vậy. Đây, rồi, quánh đi bo.
Đây. Đó, rồi ok. Đó, bạn nhìn nha. Nè, sẽ bóc V1 đó, bạn nhìn máu nè. Đó, bạn hỏi, ui ôi ôi ôi. Mặc dù không nâng điểm melee nha bạn, đấy, ảo chưa? Nói chung là hồi y chang V2 các bạn. Nhưng mà cái V2 được cái hơn á là hồi AoE nha bạn, nói chung là hồi tem ấy. Nên lợi hơn thôi chứ cái xe bóc V1 này hồi một mình các bạn thì vẫn nhiều hơn nhé bạn. Còn nếu mà muốn melee V2 á, xe bóc V2 ấy, muốn hồi nhiều hơn á thì các bạn phải nâng mắt vô melee. Là vậy, một cái bất lợi cho V2 nhé bạn. Mặc dù là V2 xịn hơn đúng không các bạn? Đó, V2 xịn hơn với lại có cái robot đi cái bên các bạn. Nhìn ngầu ngầu hơn. Thì vậy thì mình chắc vẫn nghĩ là mình vẫn thích cái xe bóc V2 hơn nhé bạn. Mặc dù V1 hồi nhiều thì các bạn ảo thiệt chứ. Đó, V1 không cần nâng những hồi nhiều nha, còn V2 nâng rồi hồi ít thiệt chứ. Ảo thiệt sự bạn ơi. Rồi, đó. Đó là mình đã review cho bạn về cục ngọc đỏ mới cho bạn thấy nha bạn. Đấy, cục ngọc đỏ mới. Đây, có trên cái cây luyện hái khá là ngầu luôn nha bạn đúng không? Đó. Và kèm theo đó là gì? Đó là mình cho hướng dẫn các bạn cái chức đó, cái mẹo để các bạn có thể nhận biết được siêu kinh du biển hay là god ship luôn. Đấy là vậy. Và đấy, mình đã cho bạn thấy được xe bot hơi ảo nha bạn. Rồi. Xe bot có thể là V1 có thể hồi được nhiều hơn cả V2 nha bạn. Rồi, kết thúc đi tại đây nha. Thì các bạn là thấy hay cho mình xin một like subscribe của mình nha, để mình có động lực những clip hay hơn nữa ha. Coi giờ thi. Bye bye. Ấy dạ, đừng có xem chùa nữa đó mà. Hãy bấm một like, một subscribe đi để giúp cho mình được 150k sub nào mấy ngộ ơi. Trời ơi.